Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 2 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Bắt đầu với tiền tuyến Nam Donetsk, vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng theo giờ địa phương, chúng ta đã nhận được thông tin cho biết quân đội Ukraine đã quyết định tái điều phối lữ đoàn số 72 ở mặt trận này đến với vùng Kursk để chi viện. Thực ra thì mình nghĩ phải là được đưa đến tiền tuyến Bogdok thì đúng hơn. Sau đó thì một kênh tin thân Ukraine cũng đã xác nhận rằng đúng là lữ đoàn này đã được đưa đi thật và hiện tại họ đã có mặt ở tiền tuyến mới, nhưng đưa đến đâu thì họ cũng không biết. Khả năng cao là quân đội Nga cũng đã nắm được tình hình, vì bên cạnh đó chúng ta cũng nhận được tin tức cho biết người Nga trong ngày hôm qua đã chính thức phát động một chiến dịch tấn công quy mô nhắm vào Vodiana. Nếu như bạn còn nhớ thì cách đây 2 hôm, một vài mapper thân của Nga cũng đã cho biết quân đội Nga đã chiếm được thêm một khu vực như thế này, thành công tiếp cận đến thị trấn, nhưng tuy nhiên chúng ta lại không có video bằng chứng nào. Tin tức này có lẽ là thật vì phải đến gần thì người Nga mới có thể tiến vào khu định cư và phát động giao tranh được. Bên cạnh đó thì nếu như việc lữ đoàn số 72 được đưa đi là đúng, khả năng cao quân đội Ukraine sẽ không trụ vững nổi ở khu vực này. Trong trường hợp Vodiana sụp đổ thì người Ukraine sẽ không chỉ mất mỗi khu định cư mà còn mất thêm những địa điểm quan trọng khác trong khu vực này. Cụ thể ở đây là Vuleda và mỏ than. Hiện tại thì chúng ta chưa biết quân đội Nga đã thành công chiếm lấy thị trấn này hay chưa, hay đã bị quân đội Ukraine đẩy lùi. Vì thế, hãy cùng chờ đợi thêm những tin tức mới. Kết cục của cuộc chiến có lẽ sẽ chỉ có sau khoảng một ngày nữa mà thôi. Đối với Kostyantynivka, trong ngày hôm qua chúng ta đã nhận được video cho thấy lá cờ quân đội Nga ở khu vực phía tây của thị trấn xác nhận rằng hoàn toàn họ đã kiểm soát được khu định cư đó và giờ đang chuyển hướng lên khu vực cánh đồng nằm ở giữa khu định cư này với Pobieda. Nhiều mapper cho biết trong ngày hôm qua, quân đội Nga đã chiếm được thêm một vài hàng cây nữa, với mục tiêu của họ sẽ là chiếm đóng toàn bộ khu vực cánh đồng này để có thể kiểm soát được hoàn toàn cao tốc T-05-24. Trong quá khứ thì quân đội Ukraine cũng đã sử dụng nó như một cung đường để tiếp tế và chi viện. Giờ thì quân đội Nga cũng sẽ là điều tương tự. Tuy nhiên, sẽ có một vấn đề nữa mà quân đội Nga cần phải giải quyết. Đó là hiện giờ quân đội Ukraine đang có được những chỗ đứng khá vững chắc dọc theo ngay hàng cây ở phía bên tay trái cung đường này. Vì thế, người Nga sẽ phải chiếm luôn cả hàng cây nếu như họ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối dành cho cung đường. Tất nhiên là mình tin họ sẽ làm được, nhưng điều quan trọng ở đây là họ sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được việc này. Di chuyển đến Masi Milianivka, lữ đoàn số 42 của quân đội Ukraine trong ngày hôm qua đã đưa lên một video cho thấy rất nhiều tăng thiết giáp của quân đội Nga cùng với lính xung kích đang tấn công vào bên trong khu định cư trong lúc mà bị quân đội Ukraine dội hỏa lực cũng như đáp trả bằng máy bay không người lái. Một vài phân cảnh đã được xác minh vị trí và chúng ta nhận ra rằng quân đội Nga đã chính thức tái kích hoạt những đợt tấn công của họ với mục tiêu là chiếm đóng và ép lui hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi khu định cư này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một video xác định được khu vực nông trại ở phía nam thị trấn, cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào nông trại này và người đăng tải video thì còn nói rằng đây là dội hỏa lực để làm tiền đề cho một đợt tấn công trực diện. Vậy có khi đến thời điểm bạn đang xem video này thì quân đội Nga đã chiếm được nông trại và tiến vào sâu bên trong trung tâm khu định cư. Đây là một khu định cư rất quan trọng. Tại sao lại như vậy? Vì trong trường hợp người Nga chiếm được toàn bộ khu định cư này và có thể tiến sát về phía tây của thị trấn, thì lúc đó họ sẽ có thể cộng với hỏa lực ra đằng trước để kiểm soát được tuyến đường giao thông này. Đó là tuyến đường hậu cần, có thể nói là quan trọng nhất của quân đội Ukraine ở đây, vì nó nối liền với Kurakhov với toàn bộ các khu định cư lớn nhỏ ở khu vực phía Bắc. Thời gian gần đây thì những kênh tin cùng với các chuyên gia quân sự bắt đầu nói rất nhiều về khu vực cánh đồng này, cụ thể là về nguy cơ thiết lập một cái nồi hầm siêu khổng lồ của quân đội Nga. Dựa theo các thông tin mà chúng ta có được, quân đội Ukraine hiện đang có khoảng 3 lữ đoàn trấn thủ ở bên trong và họ cũng đã và đang thực hiện hoạt động sơ tán. Nhưng tất nhiên là người Ukraine sẽ không thể sơ tán toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực này một cách an toàn. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có một vài trăm quân binh phải ở lại để câu thêm thời gian. Và nếu như họ được trang bị vũ khí đầy đủ mà lại còn có tinh thần chiến đấu cao thì rõ ràng họ sẽ cầm chân được quân đội Nga thêm khoảng từ 3 cho đến 4 ngày để cho những đơn vị khác có khoảng trống và thời gian để rút lui. Do đó, đây là điều hoàn toàn bình thường. Với việc đang tấn công vào Masi Milianivka thì quân đội Nga đang muốn từ khu định cư này để hướng đến Ostrichka. Như vậy là họ sẽ thành công cắt đứt một trong những tuyến đường rút lui của quân đội Ukraine cộng kèm với cả khu vực ở phía Bắc họ đang đánh vào Halis Sinivka.
Dolinivka thì miệng của cánh nồi hầm này sẽ còn thu hẹp hơn nữa. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được một video ở Kalivka, cụ thể là ở nông trại phía nam của thị trấn, cho thấy lá cờ quân đội Nga đã được cắm xuống, xác nhận rằng họ cũng đã chiếm luôn cả được nông trại này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thay đổi đến từ các mapper, đây là của Deep State Map. Như bạn có thể thấy, chỉ trong một đêm mà quân đội Nga đã chiếm được một vùng lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Sau đó thì chúng ta tiếp tục nhận được video này và nó lại cho thấy lá cờ của họ được cắm xuống. Cụ thể thì lữ đoàn phụ trách cho đợt tấn công này là lữ đoàn số 114. Tất nhiên, họ trực thuộc vũ trang Liên bang Nga, nhưng tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là các thành viên của lữ đoàn đều đến từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong những tháng qua thì lữ đoàn này đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến. Họ là lữ đoàn đầu tiên cắm được lá cờ xuống bãi đổ thải ở Avdiivka. Ngoài ra thì còn rất nhiều khu định cư khác nữa. Nói tóm lại, một trong những lữ đoàn cực kỳ tinh nhuệ của quân đội Nga đã và đang giành được rất nhiều chiến tích và hiện tại thì vẫn đang tiếp tục quét sâu hơn nữa xuống vùng lãnh thổ của Ukraine. Đối với video lá cờ vừa rồi thì nó đã được xác minh vị trí và chúng ta cũng đã thay đổi lại hệ thống bản đồ. Sau đó thì các mapper bao gồm cả thân Nga và thân Ukraine lẫn trung lập đều tiếp tục đưa ra thông báo. Họ cho biết quân đội Nga đã chiếm được luôn cả hai khu định cư là Halitsinivka và Dolinivka. Chưa hết, còn có một kênh tin thân Nga đã bổ sung rằng sau khi mà chiếm được hai khu định cư này, quân đội Nga đã tiếp đà di chuyển xuống phía nam và hiện đang đánh vào Zelenopetsa. Cụ thể thì họ đã ghi các đợt tấn công đang được thực hiện nhắm vào Zelen số 1 và việc chiếm khu định cư chỉ là vấn đề về thời gian. Tiếp theo sẽ là Zelen số 2. Zelen số 2 chính là khu định cư nằm ở ngay phía bên dưới này. Trong trường hợp mà người Nga chiếm được cả hai Zelen thì có thể nói cái miệng nồi hầm đã được họ đóng lại gần như hoàn toàn và quân đội Ukraine sẽ không còn quá nhiều khoảng trống để rút lui. Nhìn vào phạm vi này thì bạn sẽ tưởng là nhiều, nhưng tuy nhiên trên thực tế thì không phải là như vậy. Để ý rằng ở đây có một hồ chứa nước rất lớn, nó chia đôi khu vực này ra và tất nhiên là quân binh Ukraine không thể nào bơi qua hồ được. Như vậy thì khoảng trống rút lui của họ chỉ còn một chút như thế này mà thôi. Thêm nữa, nhiều chuyên gia quân sự cùng với các kênh tin Nga cho rằng quân đội Nga sẽ không thiết lập thế bao vây hoàn toàn mà vẫn sẽ để cho quân đội Ukraine một vài kẽ hở để tháo chạy. Lý do là vì nếu như bao vây hoàn toàn thì quân đội Nga sẽ phải tiêu tốn rất nhiều nguồn lực để họ có thể giữ đến vài nghìn quân binh Ukraine ở bên trong nồi hầm. Nhưng chưa kể đến là vấn đề về thời gian. Đối với hoàn cảnh hiện tại của cả hai phe thì ít nhất là vào lúc này thời gian đang cực kỳ quan trọng. Phe nào nhanh chân hơn thì sẽ là phe giành được chiến thắng ở tiền tuyến Pokrov. Do đó quân đội Nga sẽ để một vài khoảng trống cho quân đội Ukraine rút lui, rồi sau đó họ sẽ dội hỏa lực vào các cung đường này với mục tiêu là tiêu hao càng nhiều lực lượng Ukraine càng tốt. Tất nhiên là không thể nào tiêu diệt 100%, mà cao nhất có lẽ sẽ chỉ rơi khoảng từ 60-70% mà thôi. Dù sao thì con số này cũng đã là quá đủ, bởi 30% còn lại, kể cả có rút lui được, thì có lẽ cũng sẽ không còn lành lặn và khả năng cao cũng sẽ mất đi luôn ý chí chiến đấu. Chỉ mong được giải ngũ sau khi mà phải đối mặt với các đợt dội hỏa lực quá khủng khiếp từ quân đội Nga. Chúng ta sẽ cùng di chuyển lên khu vực phía Bắc. Trong ngày hôm nay, tiếp tục là các tin tức cho biết quân đội Nga đã tiến vào Lysivka. Những tin tức kiểu như thế này thì đã được đưa lên vài ba hôm và khả năng đây là các nhóm quân trinh sát và quấy phá. Ngoài ra thì còn có thông tin cho biết nhóm quân chính của quân đội Nga đã thành công dấn sâu hơn và có mặt ở khu vực phía Bắc Ukraine. Như vậy, nếu như tin tức này là đúng thì sớm thôi, người Nga sẽ phát động được những đợt tấn công trực diện đầu tiên nhắm vào thị trấn. Trong trường hợp mà họ chiếm được khu định cư này thì các đơn vị vận hành máy bay không người lái sẽ lại có tiếp tục di chuyển sâu hơn nữa xuống phía nam và kiểm soát nhiều cung đường hậu cần hơn nữa của quân đội Ukraine. Nhắc đến cung đường hậu cần này thì cung đường quan trọng nhất mà quân đội Ukraine hiện đang sử dụng là cung đường từ Vyshnev. Họ sẽ di chuyển bằng tuyến đường sắt ở đây đến tuyến Sukhorin, rồi sau đó tiếp tục là đến Hyanik và cuối cùng là Kurakhivka. Tất nhiên là cung đường này hiện đang bị máy bay không người lái của quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Một điều mà ta cần phải để ý là máy bay không người lái của quân Nga hiện đang chỉ tập trung vào đúng khu vực này. Còn trừ đối với những khu vực ở phía Tây như Seledov, phía Tây Novorodivka hay là phía Bắc Mykolaivka thì đã từ lâu ta không có bất kỳ video nào cho thấy máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào. Nói tóm lại, bất kỳ đơn vị nào của quân đội Ukraine mà di chuyển đến khu vực phía Nam này thì đều sẽ bị quân Nga xóa sổ ngay lập tức. Ví dụ như ở video này, quân đội Ukraine đang cố gắng đưa ra một hệ thống pháo binh Seja được viện trợ từ Pháp để đến đây. Tuy nhiên đã bị máy bay không người lái của quân đội Nga phát hiện và phá hủy ngay tức khắc. Đây là video thứ hai một phương tiện của quân đội Ukraine đang di chuyển, có thể là đang chở theo tiếp tế
hoặc là sơ tán lực lượng hay gì đó cũng đã bị máy bay không người lái của quân đội Nga nhắm tới. Thứ ba là video này, một nhóm quân Ukraine đang rút lui khỏi tiền tuyến đã bị phát hiện và ngay lập tức bị quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công cũng như là thả lựu đạn. Còn đây là video thứ tư, vẫn là máy bay không người lái của quân đội Nga thành công phá hủy một trạm phát sóng hay thiết bị gì đó của quân đội Ukraine. Nói tóm lại là cung đường này đã bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn và không có bất kỳ một cơ hội nào dành cho quân đội Ukraine. Tất nhiên, có một điều mà mình muốn bạn chú ý. Chúng ta đã nhận được các video ở cung đường này trong khoảng 3 ngày liên tục, đồng nghĩa với việc là các đơn vị vận hành máy bay không người lái của quân đội Nga chưa thể tiến sâu hơn. Mà những đơn vị này chưa thể tiến sâu hơn thì tức là những nhóm quân chính cũng như vậy. Nói cách khác là giao tranh cách đây 3 ngày đang diễn ra ở đâu thì giờ vẫn đang xảy ra ở đó. Điều mình muốn nói là gì? Là ngay khi mà chúng ta nhận được video này cho thấy máy bay không người lái tấn công một cung đường mới, ví dụ như là cung đường Novoselidivka và Izmailivka ở đây chẳng hạn, thì nó đã xác nhận rằng không chỉ các đơn vị vận hành đã tiến sâu hơn mà các nhóm quân chính trên mặt đất cũng như vậy. Và thông thường máy bay không người lái mà di chuyển về hướng nào thì lính xung kích cũng sẽ di chuyển về hướng đó. Vậy ở đây là họ đều đang di chuyển xuống phía nam hướng đến Kurakov. Quay trở lại với Novorodivka, trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục không nhận được bất kỳ một video nào xác nhận được sự hiện diện của quân đội Nga ở bên trong khu định cư, mà chỉ có một video duy nhất cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái thả lựu đạn vào các vị trí của quân đội Ukraine. Vậy dù rằng những kênh tin từ cách đây vài ngày đã thông báo là quân đội Nga chiếm được khu định cư, nhưng tuy nhiên có vẻ như người Ukraine vẫn còn một vài điểm phòng thủ ở bên trong thị trấn và đang cố thủ, vì thế nên Bộ Quốc phòng Nga mới chưa đưa ra bất kỳ thông báo và chúng ta chưa có thêm video nào bằng chứng nào. Do đó, hãy cùng tiếp tục chờ đợi những tin tức mới. Nói qua về Rodivka, trong ngày hôm nay, có mapper trung lập cho biết quân đội Nga đã thành công kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Những điều quan trọng ở đây là thị trấn này được chia đôi ra bởi bằng dòng sông Zuravka. Việc quân đội Nga chiếm được toàn bộ khu định cư đồng nghĩa với việc họ đã thành công vượt qua dòng sông, một trong những hoạt động thường là phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện. Tất nhiên, xa hơn về phía tây là quân đội Ukraine vẫn còn rất nhiều trận địa cũng như hàng công sự để cho họ có thể dựa vào phòng thủ. Do đó, quân đội Nga chắc chắn sẽ mất tương đối nhiều thời gian để có thể giải quyết chúng. Nhưng vấn đề ở đây cũng chỉ là thời gian mà thôi. Di chuyển đến khu vực thành thị Torez, trong ngày hôm qua chúng ta đã nhận được tin tức cho biết quân đội Nga đã thành công chiếm đóng toàn bộ Pivichno, người Nga gọi nó là Kirova, và có cả video xác minh. Và vì thế, mình cũng đã thay đổi lại hệ thống bản đồ. Giờ thì giao tranh đang diễn ra ở khu vực các tòa nhà cao tầng này nằm giữa trung tâm Torez và Pichikner. Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp quân đội Ukraine đưa lên video cho thấy họ tổ chức các đợt phản công. Nhưng tuy nhiên đến giờ thì quân đội Nga đã thành công đẩy lùi toàn bộ và khiến cho người Ukraine phải nhận khá nhiều tổn thất. Tình hình hiện tại thì đang khá phức tạp bởi quân đội Nga thì dù đang chiếm được phần lớn khu vực thành lũy này nhưng họ lại không tiến sâu hơn, khá khó hiểu, hoặc cũng có thể là họ vẫn tiến sâu hơn nhưng chẳng qua là chúng ta không nhận được tin tức gì. Vì thế hãy cùng tiếp tục chờ đợi. Di chuyển đến Chashivya, chúng ta chỉ có duy nhất một bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường ở khu vực này đã xác nhận rằng giao tranh hiện tại vẫn đang diễn ra. Khu định cư mà chúng ta cần phải nói đến hôm nay là ở phía Bắc, cụ thể là Rydhovivka. Hiện tại chúng ta đều biết rằng quân đội Nga đã đưa một vài đơn vị ở đây đến vùng Kursk. Trước tình hình thiếu thốn nguồn lực, quân đội Nga chọn sẽ là không đẩy mạnh hoạt động hướng đến trung tâm Chashivya nữa vì không đủ khả năng, mà thay vào đó, họ quyết định là sẽ ổn định tình hình ở các khu định cư lân cận thành phố, nằm dọc theo con kênh Sivek, Donetsk, Donbass. Một trong số đó là Rihorivka. Theo mình thì hoàn toàn là một điều hợp lý bởi ở trung tâm Chashivya có khu vực thành lũy kiên cố. Vì thế, bạn sẽ phải điều động rất nhiều nguồn lực nếu như bạn muốn đánh vào nó. Bên cạnh đó thì bạn còn phải đang gặp vấn đề về trong việc đưa quân viện trợ và tiếp tế vượt qua con kênh. Do đó rõ ràng là bạn nên lựa chọn một mục tiêu dễ ăn hơn. Ở đây chính là Rihorivka, vì đối với khu định cư này thì chính quân đội Ukraine mới là bên đang gặp vấn đề và hoạt động hậu cần. Với việc giải quyết được thị trấn này, quân đội Nga sẽ chiếm được thêm một vùng lãnh thổ như mình đang vạch ra, giảm bớt số quân Ukraine đang đóng trú ở phía bên phải của con kênh, và biết đâu đấy thời điểm mà cuộc chiến cho Rihorivka kết thúc thì quân Nga ở tiền tuyến Pokrov hay vùng Kursk cũng đã thành công có được những bước tiến nhất đáng kể. Sau đó, một vài nhóm quân sẽ được đưa trở lại đây và rồi công cuộc đánh vào trung tâm Chashivya sẽ lại được tiếp tục. Nói qua về mặt trận Sivek, quân đội Nga tiếp tục dội hỏa lực một cách điên cuồng vào thành phố này bằng tất cả những loại hình vũ khí mà họ có. Nhưng tuy nhiên, tình hình trên mặt đất thì chưa có biến động gì bởi quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững được vị trí. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk,
Đối với khu vực phía Nam thì chỉ là các hoạt động quân sự thông thường, không có gì đáng chú ý. Còn đối với khu vực phía Bắc thì ngược lại. Sau một quãng nghỉ ngắn thì đến ngày hôm nay, quân đội Nga đã kích hoạt được những đợt tấn công của họ ở Pichano. Lần này thì họ đánh xuống phía Nam và đã thành công mở rộng phạm vi kiểm soát, đồng thời cắt đứt tuyến đường nối với Perestop và Kruliakvka. Dù chưa có video xác minh cho việc này, nhưng ít nhất thông tin này đã được cả những mapper thân của Nga và thân Ukraine lẫn trung lập xác nhận. Điều quan trọng nữa là giờ đây, người Nga lại đã sắp sửa thiết lập một cái nồi hầm mới. Vừa cách đây vài hôm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã chiếm được Stamakhivka. Có cả video xác minh nên cho nên chúng ta không còn gì nghi ngờ về điều này. Và chắc chắn là quân Nga sẽ chưa dừng lại ở đây. Họ mà dấn sâu hơn nữa từ khu định cư này lên phía Tây Bắc, cộng với việc từ Pichano xuống tiếp phía Nam, thì một cái nồi hầm mới sẽ được thiết lập với bên trong là toàn bộ lực lượng Ukraine ở trong tam giác Pichano, Stamakhivka và Berestop. Lúc đó thì người Ukraine một là rút lui, hai là sẽ bị ninh nhừ cho đến chết dưới hỏa lực khủng khiếp của quân đội Nga. Di chuyển đến tiền tuyến Kursk, có thể nói đây là chiến dịch của quân đội Ukraine hiện tại đã bị dừng lại gần như hoàn toàn. Tuy nhiên bạn cần hiểu rõ là tại sao họ đã dừng lại. Về cơ bản, người Ukraine dừng lại không hẳn là do quân đội Nga đưa thêm hàng vạn quân chi viện đến đây, rồi sau đó thành công đẩy lùi mọi đợt tấn công. Lý do chính phải xuất phát từ việc quân đội Ukraine không được phương Tây cấp quyền sử dụng vũ khí để tấn công vào sâu lãnh thổ Liên bang Nga. Với việc không được phép sử dụng tên lửa HIMARS, rồi ATACMS, Storm Shadow và rất nhiều loại hình thức khác viện trợ từ phương Tây, thì quân đội Ukraine sẽ không thể tấn công sâu hơn nữa do nguồn vũ khí của họ toàn bộ đều đến từ phương Tây, chứ họ không tự sản xuất được. Nếu như bạn muốn đánh vào thành phố Kursk thì bạn phải dội hỏa lực vào cả những khu vực nằm sau thành phố này. Nhưng tuy nhiên, bạn lại không đang được cấp phép để làm được điều đó. Trong những tháng qua thì quân đội Ukraine đã chờ đợi đến lúc mà họ được gỡ bỏ hạn chế. Nhưng tuy nhiên đến cuối cùng thì phương Tây lại từ chối. Vậy nên mình nghĩ rằng chiến dịch sẽ dừng lại ở đây và những đơn vị sẽ bắt đầu được trả về khu vực cũ. Điển hình ở đây chính là tiền tuyến Pokrov. Theo một vài kênh tin thì hoạt động này trên thực tế đã và đang được thực hiện rồi. Và lữ đoàn đầu tiên được trả về chính là cơ giới hóa số 47. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều lữ đoàn khác nữa. Tựu chung lại, chiến dịch tấn công ở vùng Kursk đã dừng lại khi mà nó còn chưa kịp bắt đầu với sự ê chề. Ý mình ở đây là sử dụng tổng lực đến từ quân đội Ukraine. Tất nhiên người Ukraine đã thành công chiếm được nhiều vùng lãnh thổ. Nhưng tuy nhiên khả năng cao là sớm người Nga sẽ đòi lại được những gì mà họ đã để mất. Và đó là tất cả thông tin trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.